Theo dõi chúng ta thấy là phản ứng của Trung Quốc thì cũng không có gì là lạ cả, vẫn là một cái phản ứng ngoại giao dối trá và ngụy biện, thậm chí mang tính đe dọa. Dối trá ở chỗ là họ vẫn cho rằng là trong cái tuyên bố phản ứng của Trung Quốc thì họ cho rằng là Biển Đông vẫn đang bình yên, các nước vẫn đang hợp tác. Thế nhưng mà rõ ràng là cả thế giới đều thấy rằng là cái hành động của họ trên thực địa nó thể hiện sự hung hăng, rất là hung hăng, mà bằng các cái hành động vũ trang, bằng những hành động vũ lực như là đâm chìm tàu cá của Việt Nam rồi kéo xuống tập trận Hoàng Sa, rồi đưa các cái tàu điều tra địa chấn biển xuống vùng biển và vào sâu vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như là ở vùng biển Malaysia, thì làm sao mà có thể gọi là Biển Đông hiện nay đang bình yên được theo cái lời gọi là ngụy biện dối trá đó của lãnh đạo Trung Quốc. Cái điểm thứ hai nữa đấy là họ cho rằng là họ đang tiến hành rất là đàm phán về cái bộ quy tắc ứng xử COC với các nước ASEAN, thì cũng xin thưa rằng là 20 năm nay là cái việc đàm phán này đã diễn ra rồi, mà ngay từ những ngày đầu đó khi đàm phán đấy thì đã nhiều chuyên gia và trong đó có tôi không tin rằng cái thái độ thành gọi là chân thành của Trung Quốc trong cái việc đàm phán cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và 20 năm qua đấy họ vẫn lấy cái bình phong là họ đang đàm phán với các nước ASEAN về bộ quy tắc ứng xử. Đây là một cái bình phong để họ quân sự hóa các cái thực thể ở Biển Đông và thực hiện dần dần các cái bước chiếm đóng ở Biển Đông, chứ không hề có một cái thiện chí nào trong cái việc gọi là đàm phán với COC. Có chuyên gia thì cho rằng là cái việc đàm phán này, cái bước ngoặt này sẽ đẩy Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho các nước ASEAN trong cái việc đàm phán COC với Trung Quốc. Tôi hoàn toàn không tin ở cái điều đó. Cái điểm tiếp theo nữa đó, thái độ của Trung Quốc đó phản đối cái tuyên bố ở đây của Mỹ đấy, cũng lại cái luận điệu cũ rằng là Mỹ là Hoa Kỳ là cái người gây rối, gây căng thẳng ở Biển Đông. Thì thực ra là và họ còn nói rằng là Hoa Kỳ không phải là một bên của Công ước Luật Biển năm 1982, thì đây là những cái lập luận mang tính ngụy biện, bởi Biển Đông đó nó là biển của tự do hàng hải hàng không đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, và tất cả các quốc gia trên thế giới đều có quyền thực hiện cái quyền này. Cái điểm thứ hai nữa đó là Biển Đông đó được thiết lập trên một cái trật tự pháp luật quốc tế quy định rõ những cái tiêu chí để các nước ven Biển Đông xác định cái quyền chủ quyền của mình các vùng biển, và vì thế cho nên cái trật tự pháp lý ở Biển Đông nó đã được thiết lập, và Mỹ là một cái quốc gia có thể nói là có trách nhiệm đối với trật tự pháp luật quốc tế, và họ đã thể hiện cái trách nhiệm của họ thông qua hành động cũng như là cái đường lối ngoại giao là đảm bảo duy trì cái trật tự dựa trên luật pháp ở Biển Đông, thì điều đó không thể nào mà Trung Quốc có thể che giấu được. Quay trở lại câu chuyện mà cái việc mà ra cái chính sách đối ngoại như thế này, hay là cái bước đi tiếp mới gần đây qua cái tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo đấy đối với ông Trump và đối với Tập Cận Bình như thế nào đấy, thì tôi thấy rất rõ rằng là câu chuyện chống Trung Quốc ở đây chống theo cái nghĩa rất lành mạnh, tức là vì Trung Quốc gọi là một cái Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện cái đường lối đối ngoại phá binh trên quốc tế cũng như là lợi dụng cái kinh tế, phát triển kinh tế để mà có thể nói kiếm lợi cho mình rất nhiều. Cho nên cái đường lối mà gọi là chống Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế cũng như là nhân quyền thì nó rất rõ rồi, tức là được sự ủng hộ của cả hai đảng cũng như là rất nhiều cử tri. Và bây giờ trong cái câu chuyện địa chiến lược, vấn đề Hồng Kông, vấn đề Đài Loan cũng như là vấn đề Biển Đông đó, thì có thể nói là không chỉ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng đồng tình với cái chính sách của Tổng thống Donald Trump hiện nay, và cử tri Mỹ cũng qua các cái khảo sát tại Mỹ thì cũng cho thấy rất là đồng tình với lại cái chính sách của Tổng thống Donald Trump, và do đó cho nên sẽ không ngạc nhiên khi thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã sử dụng cái đây là một trong những công cụ, là một bước đi chuẩn bị có tính toán để cho cái cuộc bầu cử vào ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới. Đối với Tập Cận Bình đó thì chúng ta có thể nói ông ta đó hiện nay đang có thể nói là đang rất khó khăn trong quan hệ đối ngoại, trong chính nội bộ đảng của ông ta và những vấn đề đối nội, vấn đề dịch bệnh, vấn đề liên quan đến cái việc mà đang bị coi như là chỉ trích vì cái trong câu chuyện quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ,
đã để thiệt hại cho Trung Quốc như thế nào, rồi vấn đề hạn hán lũ lụt cũng như là cái vấn đề mà gần đây xảy ra với lại Ấn Độ, và chỉ trích từ sức ép từ các nước từ phía nước ngoài, từ các nước Âu Mỹ, Châu Âu, Mỹ cũng như Ấn Độ và kể cả Úc nữa. Và trước những khó khăn đấy, thì tôi nghĩ không tin rằng là sau cái tuyên bố của ông Pompeo ngày 13 tháng 7 đó, là Trung Quốc sẽ xuống thang, sẽ nhẹ nhàng hơn, mà tôi nghĩ rằng là chắc Tập Cận Bình sẽ lại đi theo con đường của Đặng Tiểu Bình, là dùng quấy rối ở Biển Đông mạnh mẽ hơn nữa để mà coi như là đánh lạc hướng dư luận trong nước, và để mà củng cố cái quyền lực chính trị của mình. Thì đấy là cái thái độ của ông Tập Cận Bình. Có đi chăng nữa đấy, có thể Trung Quốc có một cái truyền thống là sử dụng những cái mưu kế không sạch sẽ gì trong cái việc là chèn ép, dụ dỗ, mua chuộc một vài cái quốc gia ở Đông Nam Á để mà làm lợi cho họ trong cái chính sách lâu dài của họ độc chiếm Biển Đông. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao. Ông nguyên là Phó Vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ của Việt Nam, và hiện nay thì ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển thuộc Liên hiệp Hội Khuyết tật Việt Nam. Bây giờ trở sang với Hà Lan, với học giả ở Đại học Leiden Hà Lan, Phó Giáo sư Tiến sĩ Jonathan London. Ông vừa nghe các vị khách vừa rồi thì ông biết là có đồng ý các vị khách vừa rồi hay không? Nhất là từ khía cạnh mà nói về Trung Quốc là một, và thứ hai là cũng nói về cái chuyện là không biết là có ai chơi cái ván bài gọi là quân bài ở trên Biển Đông này hay không, để phục vụ cho những cái câu chuyện nội bộ ở nước mình. Xin mời nghe ý kiến của ông. Tôi thấy là những bình luận của tiến sĩ Giao thì rất là chuẩn, và tôi đồng ý với gần như là hầu hết. Nhưng mà tôi thấy là ở bên Mỹ thì hiếm có một vấn đề, một cái issue nào mà toàn bộ người Mỹ thì có thể ủng hộ đối với vấn đề ngoại giao. Nếu có một chủ đề mà tất cả mọi người ở bên Mỹ thì có thể chấp nhận, đó là việc Trung Quốc cố gắng để áp đặt cái quyền lực để đòi hỏi toàn bộ Biển Đông, là một cái mà toàn bộ cử tri của Mỹ thì không thể chấp nhận được. Điều đó thì rõ ràng. Liệu thì ông Trump sẽ cố gắng để có một sự kiện, một sự cố nào đó để giúp cho cái chiến dịch bầu cử đang thất bại của ông, thì cũng không thể loại trừ khả năng nào đối với ông Trump, bởi vì ông này thì khá là điên và thời sẽ không bất ngờ. Đối với Trung Quốc thì cũng đồng ý là Tập Cận Bình là một người thì đã tuyên bố là ông sẽ là vua của Trung Quốc cho đến khi mà mất, và như đã nói là nội bộ Trung Quốc thì nhiều chuyện thì rất là phức tạp, nên là điều đó thì bình luận về Trung Quốc thì cũng sẽ không bất ngờ nếu Tập Cận Bình lại tiếp tục để cố gắng để sử dụng cái vấn đề Biển Đông để nâng cao sự chiến đáng giả của ông tại Trung Quốc. Tôi xin được cảm ơn ông Jonathan London. Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối với nhà báo tự do diễn Song Chi từ Anh. Vâng, thì bà thật nhanh ạ, thì bà nghe ý kiến vừa rồi các vị khách, bà có ý kiến gì không? Xin mời bà. Về cái câu hỏi là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có sử dụng cái Biển Đông như một lá bài phục vụ cho các cái mục đích chính trị xuất phát từ nước nội hay không, hay đây là một ván cờ chiến lược thực sự được hai bên tư duy đường dài, thì câu trả lời là vừa có vừa không. Tức là như thế này, tức là chúng ta biết là trong thời gian về Trung Quốc thì quá rõ rồi, họ bao giờ cũng chuyển lửa ra bên ngoài, họ bao giờ cũng đẩy cái vấn đề ra bên ngoài để tránh những cái bất ổn trong nội bộ. Cái đấy thì không có gì lạ. Nhưng mà về Tổng thống Mỹ thì về Mỹ thì chúng ta thấy rõ ràng là hiện nay là sức ép lên Tổng thống Donald Trump khá là lớn. Tức là nhất là thông qua cái việc mà xử lý đại dịch COVID-19, rõ ràng là không ai tất nhiên là mọi chuyện là xuất phát từ Trung Quốc, từ Trung Cộng.
rõ ràng là như vậy. Và cái trách nhiệm lớn nhất của họ là đã che giấu thông tin trong giai đoạn đầu, khiến cho cái dịch bệnh nó tràn lan khắp thế giới. Nhưng mà rõ ràng là tùy theo, chúng ta cũng thấy là không ai có thể ngờ là Mỹ lại 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 trở thành một cái quốc gia mà đứng đầu thế giới về số lượng người bị nhiễm và số lượng người chết như vậy. Và cho đến nay thì rõ ràng là tình hình của dịch bệnh của Mỹ cũng gần như là không kiểm soát được. Thì đó là một vấn đề mà rất nhiều mà Tổng thống Trump phải đối mặt, đó với cái sự không hài lòng trong 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 nhiều cử tri. Với thứ hai nữa, chúng ta cũng thấy là những cái sự chia rẽ trong xã hội Mỹ, những cái vấn đề chia những sự chia rẽ, và cả vừa rồi chúng ta thấy cái phong trào Black Lives Matter chẳng hạn, thì đó là những cái bất ổn mà Tổng thống Mỹ và Donald Trump đang phải đối mặt, và nó có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử sắp tới. Cho nên rõ ràng là trong trong khi đó cái vấn đề Trung Quốc thì lại là cái vấn đề mà rõ ràng là được cả hai phe, dù bất đồng đến đâu đi chăng nữa, đều đồng ý rằng Trung Quốc không thể là bạn. Rõ ràng như vậy, cũng giống như Việt Nam cũng vậy. Tức là người Việt trong và ngoài nước có thể là bất đồng với nhau rất nhiều thứ, có thậm chí có thể là từ mặt nhau về những chuyện gì đó về chính trị, nhưng mà rõ ràng là họ đều đều coi chế độ độc tài Trung Cộng là không thể là bạn được. Cho nên là tôi nghĩ là cả hai bên, kể cả Tổng thống Donald Trump và kể cả ứng cử viên của Đảng Dân chủ ông Joe Biden, thì đều đang thấy là vận động được cái cử tri bằng cái là tỏ ra mình cứng rắn với Trung Quốc. Nhưng mà một mặt khác đó là cái chuyện như vậy, nhưng một mặt khác thì tôi tin rằng chính sách của Mỹ, dù sắp tới dù là đảng nào lên đi chăng nữa, dù là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, tôi tin rằng chính sách của Mỹ đối với lại Trung Cộng cũng sẽ thay đổi, nghĩa là họ sẽ tìm cách để kiềm chế Trung Cộng về mọi mặt. Cái chính sách nó đã thay đổi, tại vì sao? Chúng ta thấy rõ ràng là trước đây vào cái giai đoạn vào năm 1972 rồi 74, khi là Tổng thống Richard Nixon của Mỹ và Ngoại trưởng Henry Kissinger của Đảng Cộng hòa bắt tay với lại Trung Cộng, thì cái thời điểm đó là họ cần phải tập trung sức lực để mà tiêu diệt Liên Xô, cho nên họ bắt tay với lại Bắc Kinh, và do đó họ mở cửa tạo điều kiện cho Bắc Kinh hội nhập với thế giới. Thì trong suốt mấy thập niên qua, một phần là các nước bận rộn với những chuyện khác, ví dụ như Mỹ sau khi mà tiêu diệt được, sau khi mà cái phe xã hội chủ nghĩa Liên Xô rồi phe xã hội chủ nghĩa họ sụp đổ, rồi lại thì lại đến chiến trường Trung Đông, rồi lại đến những cái tổ chức Hồi giáo cực đoan trên thế giới, cho nên họ không thực sự chú tâm vào Trung Cộng. Với thứ hai nữa là cái chính sách của Trung Quốc cái thời kỳ Đặng Tiểu Bình, như chúng ta biết là về mặt chỉ là tập trung lo làm giàu, còn về mặt đối ngoại thì dùng cái chính sách gọi là thao quang dưỡng hối, giấu mình chờ thời, cho nên là chưa có đụng chạm gì đến quốc tế nhiều, chưa tránh can thiệp vào việc nội bộ của nước khác. Nhưng mà đến bắt đầu đến năm 2012, khi mà Tập Cận Bình lên thì cái chính sách đó đã thay đổi, rõ ràng là như vậy, thì là không còn giấu mình chờ thời nữa, mà rõ ràng là hung hăng hơn nhiều. Và đến năm 2017, khi mà cái đại hội đảng lần thứ hai đại hội đảng cái nhiệm kỳ 2 của Tập Cận Bình, thì rõ ràng là ông đã rõ ràng là nói thẳng về cái chuyện là muốn cạnh tranh đến cái vị trí của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương, và không giấu vào cái tham vọng. Thì đến bây giờ thì rõ ràng thế giới đã thấy cái tham vọng của Trung Cộng, đặc biệt là qua cái đại dịch COVID-19 vừa rồi, thì người ta thấy rõ ràng là không thể tin cậy được. Và do đó không phải chỉ riêng Hoa Kỳ mà các nước châu Âu khác cũng sẽ thay đổi chính sách đối với lại Trung Cộng. Tôi cho là như vậy. Sắp tới cho dù đảng nào lên thì rõ ràng họ cũng sẽ tìm cách kiềm chế Trung Cộng. Và các nước phương Tây cũng vậy thôi, tức là vẫn vừa làm ăn nhưng sẽ vừa cảnh giác, và sẽ tìm cách để không lệ thuộc vào công xưởng của Trung Quốc nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn các ý kiến vừa rồi của bà Song Chi. Quý vị đang theo dõi chương trình hội luận của VC News tiếng Việt về chủ đề ở phần đầu ở đây là liên quan tới câu chuyện Biển Đông và các cái diễn biến mới có liên quan. Quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là bbcvietnamnews.com để theo dõi các cái tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đấy, được cập nhật liên tục. Bây giờ thì chúng tôi xin có một cái câu hỏi đặt ra đây và xin đặt ngay với ông Hoàng Ngọc Giao. Vâng, và chúng tôi trong lúc chờ đợi chúng tôi kết nối với một học giả từ Mỹ đấy. Thì vừa rồi có cái thông tin họ nói rằng là Việt Nam đấy, cái thông tin đó cho rằng là Việt Nam đã phải đồng ý trả hay là bồi thường một khoản tiền khá lớn, là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ đấy, cho hai cái công ty dầu khí quốc tế sau khi mà hủy các dự án của họ trên Biển Đông đấy.
vì cái áp lực cho là từ Trung Quốc. Thế thì theo ông thì cái câu chuyện này nó có cái cơ sở hay không? Và nếu mà có cơ sở thì cái ý nghĩa của cái việc đó nó như thế nào? Xin mời ông Hoàng Ngọc Giao. Vâng, căn cứ vào những cái thông tin mà trên truyền thông quốc tế đó, chứ còn truyền thông Việt Nam thì dường như là không có ai được biết đến cả. Nhưng mà truyền thông quốc tế thì ta thấy rằng là rõ ràng là có hai cái sự kiện nó xảy ra năm 2016 cũng như là 2018 liên quan đến cái mỏ Lan Tây cũng như là Cá Rồng Đỏ, và liên quan đến cái công ty khai thác dầu khí, thăm dò khai thác dầu khí Repsol của Tây Ban Nha. Họ đã buộc phải rút đi. Thế thì cái câu chuyện đó theo truyền thông quốc tế thì cũng cho biết là và theo như cái dư luận không chính thức trong nước đấy, là câu chuyện đó là có cái sự kiện như vậy, Việt Nam đã buộc phải dừng cái hợp tác với lại cái công ty Repsol của Tây Ban Nha trong cái việc mà khai thác các cái lô dầu khí nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Đấy là cái thông tin mà có thể nói không chính thức, nhưng mà truyền thông quốc tế, đây là không chính thức trong nước nhưng mà truyền thông quốc tế có đưa về cái giá trị mà Việt Nam phải bồi thường cho công ty Repsol đấy, mà thông tin gần đây nhất cho rằng là hơn 1 tỷ đấy, thì cái con số có lẽ cần phải kiểm chứng. Nhưng mà vấn đề không quan trọng ở cái việc là phải bồi thường bao nhiêu, cái đó nó cũng quan trọng một phần trong lúc mà Việt Nam về ngân sách quốc gia đang rất là thiếu hụt như vậy, nó cũng là một phần quan trọng, tôi không nói là hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà có lẽ cái điểm quan trọng hơn nữa, rất nhiều đó, đó là thể hiện một cái hành vi ức hiếp, bắt nạt, chèn ép từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam trong cái việc Việt Nam thực hiện cái quyền chính đáng của mình khai thác tài nguyên ở cái vùng đặc quyền kinh tế của mình, ở cái vùng thềm lục địa của mình. Và có lẽ đây cũng chính là một cái sự kiện mà nó nằm trong cái hàm ý của Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi nhắc đến rằng Trung Quốc đã có những cái hành vi ức hiếp và làm suy yếu cái quyền chủ quyền trong khai thác tài nguyên của các nước ven Biển Đông. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Còn khi mà để mà đưa Trung Quốc ra trước cơ quan tài phán quốc tế thì tôi nghĩ là cái sự kiện này cũng có thể đưa được vào hồ sơ, có thể đưa vào hồ sơ để làm một cái chứng cứ. Chẳng qua là vì vấn đề chính trị hiện nay cho nên là các nhà lãnh đạo Việt Nam họ cũng không muốn nhắc đến cái câu chuyện này một cách công khai, chứ còn chắc chắn sự kiện đã xảy ra và truyền thông quốc tế từ từ nhiều cái nguồn thông tin đáng tin cậy đã nói đến cái câu chuyện này, và những người Việt Nam mà khi biết tin này có thể nói là rất đau lòng, rất là buồn và cũng rất là phẫn nộ trước cái hành vi ức hiếp của Trung Quốc đối với lại Việt Nam. Không biết là giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Mỹ thì có biết được cái câu chuyện này không, và xin được nghe bình luận của ông. Tôi biết về câu chuyện này và tôi thấy rằng là cái tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ gần đây cũng nhắc đến chuyện này, mặc dù ông không nói rõ. Và đây là vấn đề mà Mỹ cho rằng là Trung Quốc đã phạm pháp. Vâng, cụ thể tức là như thế nào ạ? Cụ thể tất nhiên là cái vấn đề dầu mỏ này là nằm trong thềm lục địa của Việt Nam mà Trung Quốc uy hiếp một công ty nước ngoài để họ sợ và họ buộc phải rời, và Việt Nam là phải bồi thường. Không biết bồi thường bao nhiêu, nhưng mà đây là vấn đề Mỹ và các nước khác cho là phi pháp. Vâng, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long ấy, vừa rồi thì ông Hoàng Ngọc Giao có bình luận đấy đến một cái thông tin mà trên BBC điều tiếng Việt đấy, thì chúng tôi cũng có đăng cái bài có tựa đề là áp lực của Trung Quốc trong ngoặc kép là khiến Việt Nam mất 1 tỷ đô la ở Biển Đông, thì trong đó là cái bài viết mà của học giả kiêm nhà báo Bill Hayton gửi cho và chúng tôi có đăng giới thiệu. Và trong đó thì có nói đến cái thông tin tức là như vừa rồi thì cũng đã chia sẻ với quý vị và ông Hồng Giang cũng nói đấy, thì họ cho rằng là đây là dưới áp lực của Trung Quốc, thì cái áp lực Trung Quốc ấy thì khiến Việt Nam đã mất 1 tỷ đô la ở Biển Đông. Thế thì cái câu chuyện này nó có cơ sở hay không, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, qua những gì ông biết? Tôi không biết có cơ sở hay là không, tôi đã có đọc bài báo đó, nhưng có thể là Việt Nam đã phải bồi thường, nhưng 1 tỷ đô la thì tôi không chắc chắn. Nhưng mà rõ ràng là cái công ty Repsol là rút lui, thì như vậy là thiệt hại
không những lớn cho Việt Nam mà là có cái tính chất đe dọa các cái nước khác, ví dụ như là Thiên Tân hay là Malaysia. Thì vì lý do đó mà tôi thấy rằng cái tuyên bố vừa rồi của Mỹ cho thấy rằng là Mỹ không đồng ý chuyện này, và tôi nghĩ là các nước khác cũng không đồng ý chuyện này. Sẵn đây tôi cũng xin nói là chúng ta cũng không không phải là đề cập đề cao cái vai trò của Mỹ, nhưng mà Mỹ nói cái chuyện này là bởi vì hiện nay là Mỹ đang rất là yếu và rất mất rất nhiều đồng minh, cho nên Mỹ muốn gây dựng lại cái quan hệ với các cái đồng minh ở trên thế giới và quan hệ với những nước như Việt Nam để củng cố cái sức mạnh của Mỹ. Cho nên ở đây không phải là nhờ Mỹ mà các cái nước khác có thể là tranh thủ với Trung Quốc, mà Mỹ phải nhờ các cái nước ở Đông Nam Á và các nước châu Âu để gây dựng lại cái thế mạnh của Mỹ ở trên trường quốc tế. Vâng, cảm ơn giáo sư Ngô Vinh Long từ Đọc Mên của Hoa Kỳ. Không biết là về cái ý này, thì ông Jonathan London có muốn bình luận gì không? Xin mời ông. Vâng, tôi có quan điểm là về lâu dài thì vấn đề là một thì, hai thì, kể cả năm thì dù là những con số lớn thì thực sự đó không quan trọng bằng việc mà phải bảo vệ quyền lợi của đất nước Việt Nam. Và tôi thấy là những chuyện về vấn đề ai có thể khai thác và ai phải bồi thường ai thì cũng đồng ý là không phải là chuyện nhỏ, nhưng mà trong cái quan tài lớn hơn thì điều này thì không quan trọng bằng những vấn đề cơ bản. Và tôi thấy chắc là Trung Quốc đang cố gắng để gây rối về kinh tế của Việt Nam, không cho các công ty nước ngoài để khai thác dầu khí trên những vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mặt khác thì tôi thấy là Trung Quốc thì cũng không dám để cố gắng khai thác trên những dầu khí trong những vùng đó. Điều đó thì là quan điểm của tôi. Và một người mà đã bình luận trên website mà sao mà Mỹ không mời Mỹ vào chẳng hạn như Cam Ranh, thì điều đó thì đã được bàn luận bàn rất lâu rồi, và Việt Nam không sẵn sàng. Nhưng thì trước đây cách đây khoảng 2 năm thì cũng có một report khi đang nói về vấn đề đồng an ninh Biển Đông, thì nếu các nước trong đó có Mỹ và các nước khác thì có quyết định để đặt một số máy radar trên lãnh đạo của Việt Nam và tuyên bố đó là những thiết bị mà của cộng đồng, thì điều đó thì tôi nghĩ là cũng có thể là một giải pháp hứa hẹn. Nhưng mà về riêng về vấn đề mà bồi thường và vấn đề gặp khó khăn trong việc khai thác, thì điều đó thì trong quan tài lớn thì là những chuyện quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn ông Jonathan London. Có câu hỏi đặt ra là bây giờ thì cái bối cảnh Biển Đông đang có những cái chuyển động như vậy, trong đó có cả chuyển động cái chính sách của Mỹ ở khu vực này cũng như là trong Ấn Thái Dương. Thế thì bây giờ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đấy. Vâng, thế thì bây giờ thì theo các quý vị thì Việt Nam nên có cái chọn cái lập trường, cái thế đứng và ra cái chính sách đối sách như thế nào trong cái bối cảnh mới này. Vâng, thì chúng tôi xin được mời nghe ý kiến của ông Hoàng Ngọc Giao, cũng có ý kiến họ nói là bây giờ là tiếp tục là đứng trung lập hay là đứng như thế nào đó thì làm sao, tóm lại thì là anh phải có một đối sách thì như thế nào. Xin mời ông nhìn về không chỉ là ngắn hạn mà chung và dài hạn, xin mời ông. Vâng, trước hết là cũng theo tôi cần phải có một cái cách tiếp cận một cách thực tế là như thế này. Chúng ta không nên đặt vấn đề là trung lập ở giữa hay là ngả vào bên này hay ngả về bên kia. Cái đó nó mang cái tính rất là hình thức. Cái chính đó đối với Việt Nam đó cần phải nhìn nhận cái lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia nó nằm ở chỗ nào, ai ủng hộ mình, ai hỗ trợ mình để mình có thể bảo vệ được lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia và chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo đối quốc gia thì mình quan hệ hợp tác. Còn kẻ nào đó
dù là ngoài miệng, dù là đường lối đối ngoại, có thể là bằng tiền, bằng những cái lợi ích chính trị đó để mà gạ gẫm, và nhưng mà trong khi đó trên thực tế thì gặm nhắm dần cái lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, chủ quyền biển đảo của chúng ta, thì những kẻ đó dứt khoát là lãnh đạo Việt Nam cần phải kiên quyết hơn, cứng rắn hơn nữa để mà tách bạch trong cái câu chuyện hoạch định cái chính sách đối ngoại đối với Trung Quốc hay là đối với Mỹ như thế nào. Cho nên ở đây không nên đặt vấn đề là theo Mỹ hay là theo Trung Quốc. Theo tôi những cái lập luận như vậy nó về hình thức nhưng mà cũng có thể nó có cái hàm ý chính trị. Nó tạo nên một cái sự sợ hãi, hoặc nó tạo nên một cái sự gọi là làm cho mình nhỏ nhen đi, nếu như mình coi như là dựa vào nước này nước kia và tưởng như mình độc lập, nhưng mà trên thực tế đất nước Việt Nam hiện nay đấy, cái chính sách đối ngoại Việt Nam đã độc lập được đâu. Những nước nhỏ trên bàn cờ quốc tế không thể nào độc lập được, mà vẫn phải, nó chỉ khác nhau một chỗ, cái chính sách đối ngoại của một quốc gia đó, người ta nhìn vào đó là nó có đảm bảo được cái lợi ích dân tộc, lợi quốc gia hay không, hay nó đảm bảo cái lợi ích của nhóm, của phe nhóm. Cái đấy là cái điều đó là điều cần phải xác định cho rõ. Còn một khi lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc được đặt lên trên hết đó, thì nhân dân sẽ luôn luôn ủng hộ. Và hiện nay người dân Việt Nam cũng đang nhận thấy là cái chính sách đối ngoại của chính phủ Việt Nam cũng ít nhiều bắt đầu có cái sự chuyển động. Nhưng mà rõ ràng những cái sự chuyển động nó còn xa với lại cái mong muốn, nhiệt huyết của người dân Việt Nam về vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Vâng, xin cảm ơn ông Hoàng Ngọc Giao. Thế còn bà Song Chi thì nghĩ sao ạ? Bà có thể có một cái chia sẻ nhanh được không? Như mà anh Giang vừa nói, chúng ta không nên đặt cái vấn đề theo Trung Cộng hay là theo Mỹ. Nhưng mà thật sự nó như thế này, tôi chỉ muốn nói thế này nè. Tức hết là trong quá khứ là rõ ràng là Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có những cái chọn lựa sai lầm. Chọn lựa sai lầm cái mô hình thể chế chính trị, chọn lựa sai lầm cái con đường và chọn lựa sai lầm cả đồng minh bạn bè. Thì và rất nhiều lần họ đã vì cái sự nghi kỵ, về cái sự thiếu tự tin, cho nên là họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và điều đó là dẫn tới là mặc ngay cả quan hệ với Mỹ cũng vậy, tính là 25 năm tưởng là đi xa nhưng mà thật ra là vẫn vẫn không phải là đi nhanh.